Thưa quý vị và các bạn, với hơn 200.000 cử nhân và thạc sĩ ra trường nhưng không tìm kiếm được việc làm, trong thời gian qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng đề án đưa lao động có trình độ ra làm việc ở nước ngoài. Đây được xem là cơ hội việc làm mở ra cho rất nhiều lao động của nước ta. Tuy nhiên, để chính sách này đi vào thực tế thì vẫn còn rất nhiều việc phải bàn. Những hình ảnh này không khó gặp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Trong số này, phần lớn là đối tượng có trình độ cao đẳng, đại học, cầm theo tấm bằng khi đi xin việc. Kinh tế thì càng khó khăn thì đương nhiên là nguồn tuyển dụng nó càng khát khao hơn. Nên các bạn sinh viên mới ra trường khi tìm việc nó cũng rất là khó. Mà lại các công ty, rất là nhiều công ty mọc lên mầm. Nên các bạn cũng chưa biết được là các bạn nên gắn bó công ty nào, mà thực sự công ty nào cần người. Thống kê đến tháng 9 năm 2016, cả nước có 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, tăng 29.000 so với quý trước đó. Nhóm trình độ đại học trở lên thất nghiệp cao nhất, hơn 202.000 người. Tiếp đến là cao đẳng 122.000 người và trung cấp chuyên nghiệp 73.800 người. Trước thực trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu xây dựng đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài. Giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 để trình Chính phủ phê duyệt. Đề án hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu lao động trình độ cao ở một số ngành nghề như hộ lý, điều dưỡng sang Nhật và Đức, cơ khí, công nghệ thông tin, điện tử sang Hàn Quốc và hướng đến một số thị trường mới như Slovakia, Cộng hòa Séc. Mặc dù vậy, số lượng lao động đi theo các chương trình này vẫn còn rất hạn chế. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt các cái nguồn lao động về chất lượng, kể cả thực tập sinh cũng như nhu cầu về điều dưỡng hộ lý, cũng hoặc là các cái kỹ sư có trình độ cao. Nhưng vấn đề chúng ta thứ nhất là vấn đề về chúng ta phải chuẩn bị cái nguồn lao động đáp ứng yêu cầu. Vấn thứ hai thì để chuẩn bị cái nguồn như thế thì một mặt tức là các doanh nghiệp cũng cần phải tập trung chú trọng đầu tư công tác đào tạo tuyển chọn lao động. Thứ hai là bản thân người lao động cũng cần phải tự trang bị cho mình về các cái kỹ năng. Trong khi đề án còn trên giấy thì một vấn đề đặt ra là làm thế nào tạo công ăn việc làm cho nguồn nhân lực chất lượng cao và tránh tình trạng chảy chất xám trong nước. Và đây cũng là vấn đề cần để ý tới khi chúng ta xây dựng những đề án. Vì xét cho cùng, khi giữ chân được nhân tài chính là nguồn động lực của tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. 10 đến 20 kg một cây. Cá biệt có một số diện tích lâu năm được chăm sóc kỹ lên đến 50 kg một cây. Theo các chuyên gia, nếu bước vào thời kỳ thu hoạch rộ, chăm sóc tốt thì một cây mắc ca cho thu hoạch tối đa lên đến 1 tạ một cây.